Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn Ở đây các bạn, trong video ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu riêng búc Đối với những người có thể trạng gầy gò, có hệ đề kháng yếu kém cũng như là kém ăn, mất ngủ À, thưa các bạn, đối với những người mà có cơ thể gầy gò thường xuyên ốm yếu hay là đối với những người mà sau khi ốm dậy việc lựa chọn những thực phẩm gì để giúp tăng cường sức khỏe luôn là vấn đề được quan tâm đúng không ạ? À, và đặc biệt là đối với những người mà ăn mãi không tăng cân được hay những người mà thường xuyên ốm vặt thì họ luôn tìm cách để làm sao cải thiện tình trạng sức khỏe của mình à, Và bên cạnh việc là ăn uống tập luyện thì chúng ta cũng nên bổ sung các loại thực phẩm có ích cho sức khỏe Và sản phẩm nước hồng sâm nhung heo búc là một trong những những dòng sản phẩm mà bạn cần nên chọn để bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe của mình, cải thiện tình trạng là gầy gò ốm yếu. À, sản phẩm nước hồng sâm Nhung Hieu Jeong Book là một trong những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc và được kết hợp từ hai nguyên liệu chính vô cùng quý hiếm, đó chính là hồng sâm 6 năm tuổi và nhung hiệu À, như các bạn đều biết thì nhung hiêu là một trong những loại à, nguyên liệu nằm trong tứ đại thược dược Đó chính là sâm nhung quế phụ Chính vì vậy thì à, cái phần nguyên liệu này nó mang lại những lợi ích vô cùng tuyệt vời đối với sức khỏe của người dùng Và trong đó phải kể đến đó chính là việc tăng cân Vậy tại sao nhung hiêu lại có công dụng à, vừa giúp tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức khỏe Cũng như là cải thiện tình trạng cơ thể ở người gầy Thì kêu Anh xin được giải thích như sau Đầu tiên đó chính là bạch cầu trung tính có trong nhung hiêu. Bạch cầu trung tính chiếm tỷ lệ từ 40 đến 70% trong cơ thể loài hiêu và đây là thành phần không thể thiếu của hệ miễn dịch tự nhiên. Do đó nó có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể một cách tự nhiên và hiệu quả. Thứ hai, đó chính là IGF-1. Đây là một loại protein có tác dụng kích thích, điều hòa sự phát triển của các tế bào và nhân trong xương sụn, tế bào thần kinh. Do đó nó có vai trò quan trọng trong việc phát triển cơ thể cũng như sức khỏe của người dùng. Thứ ba, axit uronic. Đây là loại axit hỗ trợ chức năng sinh hóa, giúp tăng cường thể lực, hoạt hóa các cơ quan trong cơ thể, đồng thời tạo cảm giác hưng phấn, dễ chịu. À, vâng thưa các bạn, với những thành phần như thế này thế nên nhung hiêu đang được áp dụng rất nhiều vào trong cuộc sống hàng ngày, từ việc chế biến thành các món ăn, đồ uống hay trở thành những loại nguyên liệu giúp tăng cường sức khỏe. Và với những công dụng tuyệt vời như vậy mà sản phẩm này còn được kết hợp với hồng sâm 6 năm tuổi, một trong những loại hồng sâm tốt nhất tại Hàn Quốc. Và hồng sâm thì vốn đã được biết đến là với công dụng là cải thiện tình trạng sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là với thành phần saponin có trong sâm vô cùng cao. Thế nên là đối với những người mà có thể trạng ốm yếu, thường xuyên gầy gò thì khi sử dụng dòng sản phẩm này thì hồng sâm sẽ tác dụng một phần lên cơ thể của họ. Đồng thời là các chất saponin có trong đó ngăn chặn các căn bệnh nguy hiểm như là ung thư. Và chính vì vậy dòng sản phẩm nước hồng sâm Nhung Hiêu này được sử dụng như là một trong những phương pháp vừa giúp tăng cường sức khỏe, đồng thời là còn cải thiện tình trạng là cơ thể của chúng ta bị gầy gò. Và đặc biệt là với dòng sản phẩm này thì được thiết kế nhỏ gọn thành túi nước như thế này thì khi mà chúng ta đi công tác xa hay chúng ta đi du lịch thì có thể mang theo bên mình những túi nhỏ như thế này để sử dụng hàng ngày và với quy trình đóng hộp đó chính là một hộp như bên cạnh kiều oanh đây thì sẽ có 30 gói và mỗi ngày thì chúng ta sẽ sử dụng từ 1 cho đến là 2 gói nước hồng sâm Nhung Hiêu như thế này. Và với dòng sản phẩm nước hồng sâm nhung hươu riêng búc này thì khi mà những người có thể trạng như kiểu anh vừa kể trên sử dụng sản phẩm này sau một thời gian sẽ cảm thấy là cơ thể của mình khỏe mạnh ra trông thấy đồng thời là tình trạng cân nặng của chúng ta cũng được cải thiện. Và để đạt được kết quả tốt nhất thì mỗi ngày chúng ta nên dùng từ 1 cho đến là hai gói như thế này. Và đối với phụ nữ mang thai đang trong quá trình cho con bú thì khi sử dụng sản phẩm này thì nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc là người tư vấn trước và quan trọng với dòng sản phẩm này thì chúng ta nên bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát cũng như là điều kiện nhiệt độ vừa phải để bảo quản chất lượng của sản phẩm và với những công dụng tuyệt vời như vậy thì chắc hẳn các bạn rất muốn sử dụng sản phẩm này để mang đến sức khỏe tốt nhất cho bản thân cũng như là cho người thân trong gia đình đúng không ạ và để mua được dòng sản phẩm chất lượng thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 hoặc 0904 886 428 để được tư vấn miễn phí. Phương thức thứ hai, các bạn có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều tư vấn hơn, nhiều ưu đãi hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nước hồng sâm nhung hiệu diêu búc đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng với những thông tin kiến thức mà Kiều Anh đưa ra trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức vô cùng bổ ích kêu anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau